Hi, xin chào anh em. Và trong video clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách phân biệt lăn đá giữa lăn đá và lăn đất. Có rất là nhiều anh em nhầm lẫn giữa lăn đá và lăn đất, thì trong video clip này anh em sẽ biết được cách phân biệt. Đây, và đây là lăn đá nha anh em, không phải là lăn đất. Nhiều anh em cứ nhầm lẫn kêu cái đây là cái lăn đất, và đây nó đây. Nó bò đầy hết đây anh em ạ. Đây, đó này, đây này, đây, đây, đấy, nó bò dạng như này. Và đây lá nó đây anh em. Đấy, như anh em thì nhầm lẫn, cứ nhầm lẫn kêu cái này là dây kim tiến. Thì ở đây, dây kim tiến ở đây của tôi gọi là lăn đất. Có giá hiện tại là 1.200.000 một ký, hiện tại bây giờ này. Đây, và đây là lăn đá. Lăn đá ở đây tiếng địa phương nó gọi là, dân địa phương nó gọi là lăn đá. Còn lăn đất là nó cũng dạng giống như thế này, nhưng mà cái vân này nè anh em, cách cho phân biệt để anh em dễ nhận biết nhất là cái vân này nè. Cái vân của cái lăn đất ấy, cái lăn đất ấy là mấy cái vân này nó sẽ có những cái gân nhánh nó chĩa ra như thế này, nó chĩa và nó liên kết hết với nhau. Nó liên kết hết với nhau. Và cái lăn đá thì chỉ anh em chỉ nhìn thấy như thế này thôi, nó không có cái chĩa qua ra. Nó phải đan, nó mấy cái gân mà anh em thấy ánh như thế này này, nó phải đan hết vào nhau. Nó đan hết vào nhau tạo thành những cái ô vuông. Những cái ô thì nó mới đúng là cái loại lăn kim tiến. Mà cái lăn giá trị 1.400.000 một ký thì đấy mới là loại ấy. Nhưng nó có cái lăn đá đây, nó có loại nó cũng mọc chĩa gân ra, chĩa gân ra, nhưng mà cái gân nó không có liên kết với cái này. Đúng ra lăn kim tiến lăn đất ấy là nó gọi là nó phải có cái gân này, nó chĩa ra, nó từ trong cái thân này nó chĩa ra, nó đan vào cái này, và cái này cũng có một gân nó chĩa ra, nó đan vào cái kia, nó đan qua đan lại, đan qua đan lại, nó làm như lưới ấy, trên cái lá của nó ấy làm như lưới ấy. Là mới đúng là loại lăn đất. Còn riêng lan mà cứ dạng như này là lăn đá, không bao giờ phải là lăn đất nha anh em. Đây, không phải, anh em đừng có nhầm lẫn ở chỗ là như lăn đất, lăn đá mà nó mọc dưới đất nó vẫn là lăn đá. Lăn đất nó vẫn mọc trên đá, chỗ khu nào ẩm ướt là nó sẽ mọc thôi anh em à. Có rất là nhiều anh em nhầm lẫn giữa cái lăn đất và lăn đá. Tôi thấy clip đăng trên mạng rất là nhiều là nhầm lẫn giữa lăn đất và lăn đá. Nhưng mà lăn đây là lăn đá, trị giá của nó chỉ có, giá của nó rất là khác biệt. Giá nó chỉ có 240.000 một ký thì phải. Chúng tôi rất là ít đi tìm cái lăn này, vì lăn này giá trị nó thấp quá, mà tìm thì anh em biết đâu. Nó lâu có ký lắm chứ đâu phải dễ có ký đâu. Đây, nó bò dạng như này rồi anh em. Đây. Đây. Đấy. Thì đấy là cách phân biệt giữa lăn đất và lăn đá. Đó là cách của tôi, và cách hiệu quả nhất là phân biệt lăn đất và lăn đá. Chứ các bạn cứ nhổ cái lăn này, nó nhiều khi nó mưa nó trâu xuống đất, nó mập ở dưới đất, nó ẩm, nó vẫn mập. Nhưng mà anh em nhổ gì, anh em cứ kêu bán lăn đất vậy, người ta mua người ta lỗ chết à. Người ta phải có cách phân biệt như vậy. Nó đang, cái gân này nó đang vào như lá mùng, như video trước hành trình tôi đi kiếm lăn kim tiến ấy. Mọi người đổi xô đi tìm lăn kim tiến ấy. Thì hai anh em tôi, bữa tôi cũng với ông bạn này này là cũng đi tìm lăn ấy, đừng lấy kệ nó, kệ lấy làm gì, cầm về luôn đấy, mang về ngâm rượu ấy. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Bài này tính là cầm cái này về ngâm rượu uống đây, chắc là bập gớm lắm. Chào và hẹn gặp lại anh em. Và nếu yêu mến tôi đừng quên nhấn đăng ký kênh của tôi nhé anh em nhé.